Dịch COVID-19 tác động đáng kể đến việc chăm sóc thu hoạch tiêu thụ lúa hè thu, nhưng về cơ bản các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã có một vụ lúa hè thu thành công. Về tình hình sử dụng giống trong vụ hè thu năm 2021, theo báo cáo sơ bộ từ các tỉnh, tỷ lệ sử dụng giống nguyên chủng là 3.000 ha, tỷ lệ sử dụng giống xác nhận khoảng 1.166 triệu ha. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng lúa thường làm giống vẫn còn cao khoảng 343.000 ha. Cơ cấu giống lúa sản xuất từng mùa vụ đang có xu hướng chuyển dịch dần sang các giống lúa thơm, lúa đặc sản, nhất là giống lúa thơm ST24, ST25 và giống lúa chất lượng cao phù hợp với yêu cầu thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường EU theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU đã có nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới và nâng cao giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, chi phí dành cho phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vẫn chiếm khá cao trong giá thành sản xuất lúa. Nếu như chi phí làm đất chỉ chiếm 8%, chi phí giống chiếm 9%, thì chi phí phân bón chiếm tới 22%, thuốc bảo vệ thực vật chiếm 16%. Căn cứ trên thực tế sản xuất hè thu năm 2021, có một số khó khăn trong quá trình canh tác do thời tiết thay đổi thất thường như nắng nóng liên tiếp, gần tới thời điểm thu lúa lại mưa nhiều nên gây ra những thiệt hại trên một số diện tích lúa. Rút kinh nghiệm từ vụ hè thu, để những vụ mùa tiếp theo đạt hiệu quả và chuẩn bị cho vụ thu đông tốt hơn, chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia nông nghiệp để có thêm kinh nghiệm trong quá trình sản xuất lúa nói chung. Thưa quý vị, trong phóng sự chúng ta vừa mới theo dõi thì cũng đã nói lên chủ đề của chuyên mục tư vấn nhà nông ngày hôm nay. Đó chính là làm thế nào để chăm sóc và quản lý lúa vụ mùa cho hiệu quả. Và để giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn chủ đề của chương trình thì chúng tôi đã mời đến trường quay một vị khách mời. Và xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Phạm Thị Vượng đến từ Hội Bảo vệ Thực vật Việt Nam. Rất cảm ơn chuyên gia đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được đặt cho bạn Phạm Thị Vượng, đấy chính là vụ mùa là thời gian nghỉ của đất giữa vụ xuân và vụ mùa hay còn gọi là hè thu ạ. Thì cái thời gian này thì nó khá là ngắn và khi lúa gieo xạ được 15 đến 20 ngày thì hay bị ngộ độc hữu cơ. Vậy thì chuyên gia nghĩ sao về hiện tượng này và chúng ta có những cái biện pháp như thế nào để có thể khắc phục ạ? Cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ là một cái hiện tượng rất là phổ biến, bởi lẽ là cái khoảng cách giữa vụ xuân và vụ mùa rất là ngắn và bà con gần đây khi thu hoạch đã để lại cái gốc dạ rất là dài trên ruộng và không xử lý nó, cho nên chúng ta khi cày xuống thì nó sẽ các cái hữu cơ ấy nó không kịp có cái thời gian gọi là chín vệ sinh lý hóa, cho nên khi cấy lúa xuống thì nó mới phân hủy và nó gây lên hiện tượng ngộ độc hữu cơ, hay còn gây ra một cái hiện tượng đó là phát thải khí nhà kính gây ra gọi là biến đổi khí hậu. Và khi nó gây ra cái hiện tượng ấy thì nó làm cho cái rễ lúa không thể phát triển được và nó làm cho cái lúa đứng lại, thậm chí còn rụi đi vàng và chết. Để giải quyết vấn đề này, nếu mà đã bị rồi, để giải quyết vấn đề này thì bà con cần phải làm những việc sau đây. Thứ nhất là phải tháo ruộng ra, tháo nước ra và kiếm được một ít vôi bột để bón. Và sau đấy là phải mất công để cào lên, nghĩa là làm cỏ sục bùn để cho như cái ruộng ấy, cái mặt nó phá váng đi, vôi nó khử chua đi, để sau đấy 1-2 ngày chúng ta có thể sử dụng các cái loại phân siêu dơ rễ. Chúng ta phun để làm sao để cho cái rễ ấy nó phát triển, những cái siêu dơ rễ ấy nó làm cho cái rễ lúa nó phát triển. Sau đấy khoảng để cứ khô ruộng như thế khoảng 3-4 ngày thì chúng ta nên dùng phân hữu cơ sinh học bón lót. Và nếu mà không có hữu cơ sinh học mà theo khuyến cáo của tôi là nên dùng hữu cơ sinh học. Tại sao lại như vậy? Để cho cái cây lúa ở giai đoạn này nó cứng cáp, dễ nó phát triển, nó sẽ tăng cái khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận và sâu bệnh ở những giai đoạn sau. Còn nếu không có thì chúng ta sẽ cho nó một ít đạm thôi để cây lúa nghĩa là nó ăn được. Và khi chúng ta nhổ lên thấy cái rễ trắng bắt đầu xuất hiện thì chúng ta lại cho nước vào. Và vì vậy thì có thể giải quyết được. Tuy nhiên tôi cũng khuyên, những cái tính toán gần đây của chúng tôi khi làm vấn đề này thì chúng tôi thấy là như này. Tốt nhất ngay từ cái giai đoạn giữa vụ xuân và vụ mùa, trong quá trình làm đất, bà con đừng đốt rơm rạ. Bà con có bây giờ có rất nhiều các chế phẩm gọi là men vi sinh để xử lý gốc rạ. Khi chúng ta làm đất, tùy cái điều kiện, cái thời vụ ấy,
là 10, 15 ngày hay chỉ 7 ngày để chúng ta chọn các cái chế phẩm khác nhau. Hiện nay thì có rất nhiều chế phẩm, những cái loại chế phẩm mà 15 ngày có thể phân hủy được thì nó rẻ hơn là những chế phẩm mà chỉ có 7 ngày, có những loại chế phẩm chỉ có 7 ngày đã có thể phân hủy được. Và theo tính toán của chúng tôi, nếu mà chúng ta đầu tư chỉ cần dưới 200.000 trên một xào, nghĩa là đắt nhất 200.000, còn những cái chế phẩm khác có khi chỉ vài chục trên một xào thôi, thì không đốt gốc rạ, không gây ra khói mù và không có hiện tượng ngộ độc hữu cơ. Bởi vì không có hiện tượng ngộ độc hữu cơ thì chúng ta gieo xạ hạt hoặc cấy xuống là lúa sinh trưởng vui vẻ, nó khỏe mạnh hơn. Còn nếu chúng ta đã bị ngộ độc hữu cơ rồi mà phải giải quyết như tôi vừa nói, nó mất 10 ngày để cây lúa hồi phục lại, và chậm đi mất 10 ngày. Và đã chậm đi mất 10 ngày, nó có thể hồi phục lại để sinh trưởng phát triển, nhưng rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến gọi là kéo dài thời gian sinh trưởng. Thưa bà con, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp nên chúng tôi đã nhận được câu hỏi của bà con nông dân qua điện thoại thay cho việc phỏng vấn tại hiện trường. Và chúng tôi xin được chuyển câu hỏi này tới chuyên gia Phạm Thị Vượng. Mời bà con cùng theo dõi. Thì cái thứ nhất là có một số hiện tượng là vàng lá lúa, hay chúng tôi còn gọi là bệnh nhện rễ. Cái thứ hai là có cục bộ, vừa rồi chúng tôi đang cấy lúa Nhật ở vụ mùa với cái liên kết sản xuất đấy, thì chúng tôi thấy có một số ruộng lúa diện tích là lúa rất tốt nhưng mà lại có một độ vào độ vừa sấp xỉ HA, thì tôi thấy lúa nó có hiện tượng là phát triển kém hơn, một là nó lùn đi, hai là bộ lá phát triển như kiểu đốm lâu ấy. Thì chúng tôi đang nghi là không, nông dân đang không hiểu là bệnh gì lắm, thì cũng mong muốn các cô trả lời và cho cái giải pháp để chúng tôi thực hiện cho cây lúa được tốt hơn. Và như khách mời vừa mới lắng nghe là câu hỏi của bà con nông dân, đấy chính là tình trạng lúa bị vàng lá và đốm nâu ạ. Thì chuyên gia có thể giải đáp giúp bà con những cái biện pháp để có thể phòng trừ cũng như là giải quyết tình trạng này ạ. Có thể nói là cái lúa mà khi nó bị bệnh đốm nâu ấy, đó chứng tỏ là nó không hút được dinh dưỡng. Dinh dưỡng có khi bón đầy vào trong đất nhưng mà cây không thể hút được. Nguyên nhân thì chắc chắn là có vấn đề, đó là đất nó bí dí chặt, đặc biệt là chua, nó rong rêu, nó mọc lên cho nên là cây nó cũng không thở được. Rong rêu thì nó cạnh tranh ánh sáng, nó cạnh tranh oxy và nó cũng cạnh tranh dinh dưỡng với chính cây lúa. Cho nên cây lúa nó không hút được dinh dưỡng, nó đã vàng vàng và nó gây bệnh, nó lá nó có những cái bệnh đốm nâu. Để giải quyết cái việc này thì tôi khẳng định là ruộng ấy đã bị chua rồi. Cho nên chúng ta phải tháo nước đi. Chúng ta có thể sử dụng có mấy việc, như là chúng ta giải quyết cho cái việc là khử chua, khử gọi là ngộ độc hữu cơ ấy. Chúng ta bón vôi. Nếu ruộng nào mà chúng ta thấy có những cái tăm nó sủi, mà ruộng nó có váng xanh, hoặc có những rêu, nó có cái cây rong rêu nó mọc ở gốc lúa, cái đấy thì bà con nhìn rõ lắm. Còn những cái váng xanh bà con nhìn biết ngay, thì chúng ta cần phải sử dụng hoặc là vôi, hoặc là chúng ta sử dụng sun phát đồng, rắc. Và nếu những mô hình sản xuất hữu cơ thì chúng ta sử dụng nano đồng, chúng ta phun, thì nó sẽ giải quyết được cái chua ấy. Và khi giải quyết được cái chua ấy, chúng ta sục bùn lên, chúng ta dùng một ít bộ phân bón hữu cơ sinh học, hữu cơ hoai mục để chúng ta bón, thì cây lúa nó hồi phục dần lên và nó hút được dinh dưỡng, thì chúng ta sẽ chăm bón bình thường. Vì cái hiện tượng ấy là hiện tượng hiện nay không chỉ phổ biến ở Vĩnh Phúc mà phổ biến ở rất nhiều tỉnh, vì cái điều kiện nó nắng nóng và không có mưa. Còn nếu mà làm cỏ sục bùn xong mà gặp một trận mưa, quá tuyệt vời, cây lúa sẽ hồi và lên được. Chị muốn hỏi một câu hỏi nữa, thì như mọi năm nay thời tiết nắng nóng thì các chị vẫn khắc phục được, nhưng mà năm nay do điều kiện nắng nóng mà hạn dài quá, thì chị hỏi có một số cái diện tích mà lúa nó phát triển chậm hơn một tí đấy, thì có nắng nóng như này thì có ảnh hưởng gì đến năng suất cây lúa hay không? Vâng ạ, lại một cái vấn đề liên quan đến cái sự biến đổi thất thường của thời tiết ạ. Thì với cái tình trạng là thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng gây năng suất lúa, thì chúng ta cần có những cái biện pháp nào để khắc phục và giúp cho bà con giảm bớt được cái mối lo này ạ?
À, có thể nói là nắng và nóng thì thiên tai thì chúng ta rất là khó khắc phục, chúng ta phải chủ động. Giống người để chống chịu được Covid thì chúng ta phải khỏe mạnh, đúng không? Thì cây lúa cũng như vậy thôi. Thứ nhất là chúng ta phải điều tiết nước để cho nó đủ nước như tôi đã nói. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải chăm sóc, một điều vô cùng quan trọng, bởi vì cây lúa thực ra nhiệt độ thích hợp cho nó là khoảng, tùy giai đoạn, nhưng khoảng từ 30 đến 30 độ, 5 độ C là nhiệt độ rất phù hợp cho nó sinh trưởng phát triển. Chỉ khi nào nhiệt độ ở giai đoạn đẻ nhánh mà hơn 38 độ thì mới là không phù hợp, hoặc là giai đoạn đứng cái làm đồng hơn 40 độ. Cho nên cái nhiệt độ hiện nay không phải là cái nhiệt độ mà ảnh hưởng đến cái gọi là quá sốc cho cây lúa sinh trưởng. Nhưng vấn đề hiện nay đó là quản lý nước và quản lý dinh dưỡng, để làm sao cây lúa, chúng ta đừng nghĩ là chúng ta cứ bón rất là nhiều NPK vào đất rồi cây lúa nó hút được. Hiện nay đang có vấn đề, chúng ta có khi có những mảnh đất càng bón nhiều cây càng vàng, bởi vì nó nằm ở đấy nhưng mà đất nó chai, cây lúa nó bị nghẹt rễ, nó không thể hút được. Cho nên tùy những điều kiện để chúng ta phát hiện cái nguyên nhân mà như tôi nói đó là cái gì. Và để làm cái điều đấy thì chúng ta, nếu mà cái giai đoạn như là vàng lá núm nâu thì chúng ta phải giải quyết chua, chúng ta phải xới đất lên, làm cỏ sục bùn để oxy nó vào đất, rễ nó phát triển, và dùng các cái chất điều hòa sinh trưởng để cho bộ rễ nó phát triển. Và để hết giai đoạn đẻ nhánh, tôi đã nói rồi là cố gắng rút nước để 4-5 ngày để cho bộ rễ nó ăn sâu xuống. Chỉ có bộ rễ nó ăn sâu xuống thì có điều kiện bất thuận của thời tiết nắng nóng hoặc là mưa gió, nó cũng có cái khả năng chống chịu tốt hơn. Và nó không chỉ chống chịu tốt hơn đối với điều kiện thời tiết mà nó cũng chống chịu tốt hơn với sâu bệnh. Và cố gắng rằng là đừng có lạm dụng phân đạm, thậm chí cả NPK gọi là tổng hợp. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ lạm dụng mà chúng ta cứ bón lai dai thì chúng ta khó có thể gọi là tạo ra sức khỏe của cây trồng, và thậm chí là canh tác lúa hay canh tác đất gì, cây trồng gì cũng không có hiệu quả. Cho nên chúng ta phải cố gắng là cái gì cũng thế, chúng ta hiện nay không chỉ nghĩ đến nhà gọi là các cái nhà lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp hiện nay, người ta đang định hướng trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam không đi theo sản lượng nữa mà đứng ra hiệu quả kinh tế, nghĩa là làm gì có lãi, làm gì có lãi thật nhiều. Mà để làm có lãi thật nhiều thì chúng ta phải chủ động tạo cho cây khỏe và đất khỏe. Và nếu cây khỏe, đất khỏe thì người cũng khỏe, người trồng cũng khỏe và người tiêu dùng cũng khỏe, và cả xã hội chúng ta đều khỏe. Khách mời vừa mới đưa ra một khái niệm, đấy chính là lãi thật nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là cái lãi này là nó trên rất là nhiều những cái bình diện, là một cả một hệ sinh thái, chứ không chỉ đơn thuần là về hiệu quả kinh tế. Nghĩa là người sản xuất khỏe, người tiêu dùng khỏe, và đặc biệt là cái môi trường cũng khỏe, thì lúc đấy chúng ta mới có thể hướng tới một cái nền sản xuất nông nghiệp bền vững. Và đặc biệt là đối với cây lúa, cây lúa là một trong những sản phẩm mang tính chiến lược của nông nghiệp Việt Nam. Vụ mùa thì là một cái vụ mà cái thời tiết nếu mà mưa thuận gió hòa thì lại rất là tốt cho cây lúa, bởi vì cây lúa nó yêu cầu cái nhiệt độ thích hợp cho nó sinh trưởng phát triển khoảng từ 28 đến 35 độ. Nghĩa là nhiệt độ phải trên 38, có những giai đoạn hơn 40 độ C nó mới ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển. Tuy nhiên là do biến đổi khí hậu, tuy nhiên là do chúng ta có một cái thời vụ quá gấp gáp, cho nên là nó đã ảnh hưởng đến cái chuyện sinh trưởng phát triển của cây lúa. Ví dụ như tôi nói là hiện nay do cái việc là làm gấp gáp như vậy, chúng ta canh tác lâu ngày, cái ruộng đất do lạm dụng hóa học nó đã chai cứng và chúng ta không xử lý gốc rạ, cho nên bây giờ rất nhiều ruộng lúa nó đã bị gọi là rêu, rong rêu. Để giải quyết rong rêu thì chắc chắn là chúng ta phải giải quyết, bởi vì nó vàng mà. Ngoài cái ngộ độc hữu cơ thì nó lại còn bị chua, thì chúng ta phải giải quyết cái chua ấy. Và để chủ động cho việc này thì chúng ta phải chăm sóc cây khỏe, đúng không? Chúng ta phải giải quyết, để giải quyết làm sao cây lúa nó vượt qua được những cái khó khăn như vàng lá, như ngộ độc hữu cơ. Và theo quan điểm của tôi, nếu chúng ta bón lót, chúng ta đã không làm được cái việc là sử dụng phân hữu cơ rồi, thì còn có tùy điều kiện các nơi bón 2 lần thúc, chúng ta cố gắng sử dụng phân bón hữu cơ sinh học
hoặc là hữu cơ khoáng để mà tăng khả năng chống chịu của cây lúa. Và chúng ta phải điều tiết nước theo quan điểm mà tôi đã nói là nông lộ phơi. Nông là giai đoạn đầu là nông, sau đó đấy là khi mà hết giai đoạn đẻ nhánh thì lộ ruộng, xong đâu đấy rồi lại cho nước vào giai đoạn làm đồng, xong giai đoạn mà chín gọi là gục câu rồi thì chúng ta phải phơi ruộng để cho nó thật nhanh, chín cho nó nhanh, chứ còn nếu để nước mà mưa bão xuống thì không kịp gặt. Vâng. Để và lúa nó đổ mất, xanh nhà hơn là già đồng, gặt ngay, thu hoạch ngay về. Và để đảm bảo cho cây lúa nó cứng như vậy, ngoài cái việc sử dụng dinh dưỡng thì chúng ta phải điều tiết nước. Ngoài cái chuyện điều tiết nước thì chúng ta phải quan tâm các cái loại sâu bệnh. Ví dụ như là tôi đã nói các loại bệnh như sau này giai đoạn cuối vụ còn cuốn lá, dày nâu, sâu đục thân thì chúng ta cũng phải quản lý chúng nó rất tốt và cố gắng là chúng ta không lạm dụng đạm. Bởi vì rất nhiều bà con cứ thấy cây lúa vàng, chưa biết nguyên nhân sao lại đen thi đạm mà bón, tí gọi là bón lai dai, giống như là rắc cái mồi ngon cho sâu bệnh nó đấy. Và cây lúa ấy, lá nó lướt, cây nó lướt thì khi bão lũ đến nó sẽ bị đổ ngã. Và đặc biệt nữa là chúng ta phải luôn luôn quan điểm là chủ động tưới tiêu nhưng cũng phải chủ động thoát nước trong vụ mùa. Nghĩa là khi có bão lũ đến mà có khả năng thoát nước là phải thoát nước cho cây lúa để nó có thể là không bị đổ ngã, không bị ngập, không ảnh hưởng năng suất. Và nhất là cái giai đoạn lúa còn non ấy, mà nếu mà lúa ngập ấy, sau khi ngập nó lướt như thế là rất hay bị ốc bươu vàng. Và nếu bị ốc bươu vàng thì chúng ta phải thu bắt ngay, chứ không ngoài cái việc ngập lên nó yếu ớt giống như chúng ta vừa ốm dậy ấy, mà ốc bươu vàng nó lại ngon, nó lại ăn hết thì chúng ta sẽ thất mùa. Cho nên ốc bươu vàng chúng ta có thể dùng bẫy bà, chúng ta bắt bằng tay, hoặc chúng ta sử dụng những cái loại thuốc gọi là bẫy mồi, nó ít ảnh hưởng đến môi trường để mà thu bắt. Cho nên có rất nhiều việc mà riêng để nâng cao tính chống chịu với điều kiện bất thuận và sâu bệnh của lúa trong vụ mùa thì vấn đề chăm sóc là vô cùng quan trọng. Và thưa chuyên gia, đấy là những cái biện pháp để bà con nông dân có thể chủ động trong việc phòng chống ạ. Thế nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta gặp phải cái tình trạng mưa bão và ruộng ngập úng thì lúc đấy bà con nông dân cần những cái biện pháp xử lý như thế nào đối với cái tình trạng mà chúng ta gặp ạ? Vâng, có thể tùy từng giai đoạn. Nhưng điều đầu tiên là chúng ta phải nghĩ đến vấn đề thoát nước. Làm sao thoát được? Tuy nhiên cũng không phải chỗ nào cũng thoát được khi mà nó cứ đầy căng lên, đúng không? Thế thì chúng ta có những cái giải pháp như này. Nước rút đến đâu thì chúng ta đành phải té giống như rửa lá. Nhưng mà cũng đừng có lội, nghĩa là làm ảnh hưởng đến cái gốc lúa, cố gắng té làm sao để rửa lá cho cái cây ấy nó đứng lên được. Chứ nếu mà nước rút đi rồi mà lá lúa vẫn bị phủ hết cái lớp đất thì cây nó cũng sẽ không thể quang hợp và không thể phát triển bình thường được. Đấy là việc đầu tiên. Còn cái việc thoát nước thì tôi đã nói rồi. Nếu mà lúa ở giai đoạn còn non thì chắc chắn sau đấy là sẽ bị là cái con ốc bươu vàng, một cái dịch hại vô cùng phổ biến, thì chúng ta phải quản lý để nó không gây hại. Chúng ta cố gắng sau khi lúa nó đã hồi dần, nước đã rút đi rồi thì tùy từng giai đoạn chúng ta nên dùng các cái chất điều hòa sinh trưởng để mà cây lúa nó vực dậy. Tôi đang nói chứ không phải là đạm phân để phun. Những cái chất điều hòa sinh trưởng thường là những cái chất nó gồm các cái nguyên tố vi lượng. Tôi lấy ví dụ như là Moonflower chẳng hạn, đó là một cái chất điều hòa sinh trưởng, nó có thể điều hòa cho cây lúa sinh trưởng cân đối giữa rễ, thân và lá. Thì chúng ta sẽ đặt xem những cái gì nó nguy lượng như là bo, molybden vân vân thì chúng ta phun để cho cây lúa nó giống như chúng ta uống khi mà chúng ta mệt ốm dậy thì chúng ta phải uống vitamin ấy để cho cơ thể, chứ không có nghĩa là lúc chúng ta ăn đạm đâu, chúng ta ăn đạm nhiều chúng ta không hồi phục được, mà chúng ta phải ăn ít một để cây lúa nó điều hòa sinh trưởng, nó hồi phục dậy. Hiện tại về cơ bản lúa vụ mùa đã được thu hoạch với chủ trương xanh nhà hơn già đồng nên đã tránh được nhiều rủi ro khi bước vào thời điểm gặt lúa. Trước tình hình lúa thu đông sẽ còn gặp nhiều đối tượng dịch hại, các chuyên gia khuyến cáo nông dân những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa thu đông cần vệ sinh kỹ đồng ruộng, cày ải phơi đất, đảm bảo thời gian cách ly giữa hai vụ ít nhất 3 tuần.
theo dõi chặt chẽ tình hình dày vào đèn, xuống giống tập trung, né dày hiệu quả trên từng ô bao, cánh đồng tại địa phương nhằm hạn chế thấp nhất sự gây hại của muỗi hành, dày nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Bên cạnh đó, để hạn chế thấp nhất sự phát sinh các đối tượng dịch hại, nông dân cần áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ như 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, quản lý nước hợp lý. Đồng thời, nông dân cần tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc, kiểm tra kỹ ruộng lúa nhằm phát hiện sớm bệnh, đối tượng gây hại để kịp thời xử lý giúp lúa sinh trưởng phát triển tốt, góp phần làm giảm chi phí, tăng chất lượng và lợi nhuận.